Câu lạc bộ Tây Ban Nha tiết lộ lý do chiêu mộ cựu sao Hoàng Anh Gia Lai. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, cầu thủ Hoàng Vĩnh Nguyên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng người đại diện bay từ Việt Nam sang Tây Ban Nha để hoàn thành thủ tục tập huấn ở một đội bóng La Liga. Được biết, Vĩnh Nguyên sang tập cùng đội trẻ của câu lạc bộ Cadiz theo dạng hợp tác và không thi đấu tại La Liga mùa này do thị trường chuyển nhượng châu Âu đã đóng cửa từ lâu. Cựu sao của Hoàng Anh Gia Lai sẽ có thời gian 5 tuần trải nghiệm môi trường bóng đá đẳng cấp tại Tây Ban Nha. Đây là cơ hội tốt để cựu cầu thủ của Hồng Anh Gia Lai học hỏi tại môi trường bóng đá Tây Ban Nha. Câu lạc bộ Cadiz xếp hạng 14 trên 20 tại La Liga mùa trước. Ở mùa giải hiện tại, Cadiz đang xếp thứ 8 với 7 điểm. Đội bóng này đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sergio Gonzalez. Sau khi có mặt tại xứ Bò Tót trong ngày 23 tháng 9, Vĩnh Nguyên đã có những hoạt động đầu tiên trong chương trình đào tạo của câu lạc bộ Cadiz. Mới đây, đại diện của câu lạc bộ Cadiz đã lên tiếng về quyết định lựa chọn đưa Vĩnh Nguyên sang Tây Ban Nha đào tạo. Theo đó, có nhiều yếu tố khiến đội bóng La Liga dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ 21 tuổi. Đầu tiên, tuyển trạch viên của câu lạc bộ Cadiz đã có khoảng thời gian theo dõi Vĩnh Nguyên và tỏ ra khá ấn tượng với kỹ năng chơi bóng và tiềm năng của ngôi sao trẻ này. Câu lạc bộ của La Liga tin rằng kỹ năng chơi bóng của cầu thủ này sẽ được đẩy lên một mức độ cao hơn khi học hỏi tại Tây Ban Nha trong thời gian tới. Tiếp đến, câu lạc bộ Cadiz tin vào tiềm năng của bóng đá Việt Nam Trước đây, một số đội bóng nước ngoài quan tâm đến cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam nhưng nghiêng về mục đích thương mại hơn là khai thác từ năm của họ. Cũng từ phía Cadiz, đội bóng này hy vọng có thể đầu tư hơn, quan tâm hơn vào thị trường cầu thủ Việt Nam trong tương lai. Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, quê ở Hà Tĩnh, sở hữu chiều cao 1m70, thuận chân trái và có thời trường thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hoàng Vĩnh Nguyên là cầu thủ thuộc Học viện Nútítút GmG. Trong quá khứ, tiền vệ từng có cơ hội được tập luyện tại đội U17 Fredenot vào năm 2019. Khi ấy, tài năng này cùng U18 Hoàng Anh Gia Lai sang tập huấn tại châu Âu và đã được huấn luyện viên U17 Fenerbahce chấm để vào tập luyện cùng đội trong một tuần. Hoàng Vĩnh Nguyên ban đầu chỉ trúng tuyển lớp năng khiếu khóa 4 của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng sau đó được huấn luyện viên Gachen đôn lên Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG. Khả năng xử lý bóng kỹ thuật và truyền giải ấn tượng giúp Hoàng Vĩnh Nguyên được huấn luyện viên Gachen so sánh với đàn anh Lương Xuân Trường.